Xin chào tất cả những bạn eBay trên toàn thế giới Thành là tiếp tục giới thiệu một người một video Mới nhất về đầu ngủ Beko Team Thân yêu của tất cả chúng ta Video này nó có tên như sau Hội thảo chiến lược nghề nghiệp Tiến sĩ để khởi nghiệp Đây là một cuộc hội thảo Về cuộc trò chuyện của Nicholas Kukalic và Jenny Alphen hơi là nhân vật quan trọng nhất của đội ngũ Big Cool tim Hội nghị này sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 11 năm 2022. Thì video này Thanh sẽ tóm tắt những cái nội dung sẽ diễn ra tại hội nghị hội thảo này. Diễn ra tại hội thảo. Thanh sẽ đã copy cái nội dung trên trang web đó với một cái file Word để mọi người thấy rõ hơn. Tiêu đề là hội thảo chiến lược nghề nghiệp, tiến sĩ để khởi nghiệp tiến sĩ về cuộc sống khởi nghiệp, cuộc trò chuyện với người hâm mộ Nicholas Kogalik và Chandiel ngày 8 tháng 11 năm 2022, địa điểm tại tại nhà Bắc Co, phòng 203, thời gian 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều, người điều hành trích đi Odelet tiến sĩ hiện tại sinh viên. Nếu bạn là sinh viên sông Ford thì vui lòng mang theo thẻ sinh viên, vui lòng đăng ký qua Hansai và bà sẽ được phục vụ. Tâm tác như sau. tóm tác câu hậu thảo này sẽ như ra như sau này. Những đồng máy tính giới thiệu một cuộc hậu thảo về chiến lược nghề nghiệp. Với Nicolas Kowlick và Jenny Alfen khi họ chia sẻ hành trình từ chiến sĩ uh, tiến sĩ để khởi nghiệp cuộc sống. Đó là như vậy là họ. Nội dung chính là chia sẻ hành trình từ tiến sĩ để khởi nghiệp cuộc sống. Họ cùng chúng tôi tìm hiểu về đi cuộc sống và quá trình chuyển đấu của nó sau đó. Tiểu sử Nicolas Kokolik, tiến sĩ Sanford là người đứng đầu, là người hướng dẫn lớp ứng dụng phi tập trung đầu tiên của Sanford. cs 359 b công việc của tôi tập trung vào việc kích hợp các hệ thống phân toán và tương tác máy tính của con người để mang tiền điện tử đến mọi cho mọi người hàng ngày. Đó, nhiệm vụ chính của Nicolas hiện tại là tập trung vào việc kết hợp các hệ phân tán và tương tác máy tính của con người để mang tiền điện tử đến một người hàng ngày. Tôi đã làm một nhà công nghệ trong suốt cuộc đời của mình. Điều đó đã dẫn tôi đến bàn tiến sĩ đại học song phát và sau đó tiếp tục là học giả sau tiến sĩ trong khoa học. Máy tính là một người tin tưởng lâu dài và mạnh mẽ về tiềm năng kỹ thuật tài chính và xã hội của tiền điện tử. Tôi vẫn thất vọng với những hạn chế hiện tại của chúng. Tôi công cách mang sức mạnh của blockchain đến với nhiều người hơn. Với việc thành lập mạng bay, tôi đạt mục tiêu thực hiện điều này bằng cách cỡ thiện trang nghiệm blockchain hiện tại và xây dựng giá trị cho con người thông qua triết lý thiết kế lái người dùng làm trung tâm. Như vậy chúng ta thấy được là cái mục tiêu của Nicolas và Chandler Fan đó là xây dựng một đồng tiền điện tử và thành lập mang lại và họ đã công cách là mang lại sức mạnh blockchain với những nhiều người hơn là về lâu về dài đó là xây dựng một đồng tiền điện tử cho mọi người hàng ngày Tiếp theo đó là Chanel Fan, người vợ của tiến sĩ Nicholas Song về khoa học, nhân trung học, với chuyên môn về hành vi con người và nghiên cứu dân số con người. Chanel Fan thì thiên về nghiên cứu con người. Mối quan tâm nghiên cứu của tôi sau đó tập trung vào tương tác giữa con người và máy tính và tính toán xã hội cụ thể là cách chúng ta sử dụng công nghệ để tác động tích cực đến hành vi và xã của con người. Tôi đây, hào hứng với công nghệ blockchain do sự hợp nhất của phân quyền với một công cụ kinh tế. Công nghệ này có thể huy động có cá nhân trên toàn thế giới tham gia và được khen thưởng cho những người đóng góp của họ cũng giống như Internet. Cho phép thế giới được kết nối nhiều hơn thông qua trao đổi thông tin, blockchain và tiền điện tử cho phép hợp tác chặt chẽ hơn và thường xuyên hơn với các sàn giao dịch giá trị. Hy vọng của tôi đã với bay là thiết kế, thiết lập một hệ sinh thái hòa nhập để có công dân toàn cầu có thể giải phóng và nắm bắt giá trị của chính họ. Đấy. Như vậy là cuộc hội thảo của Tucolat và Fan mới nhất sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 1 năm 2022 là giới thiệu tiếp tục giới thiệu về dự án bi cũng như trấn yểm uh, Nicholas và chanel nói về quãng đời mà sau khi thành tiến sĩ đó từ tiến sĩ mà họ đã đã khởi nghiệp như thế nào và qua đó chúng ta thấy được rằng là cái dự án bi là Nicholas và chanel ấp ủ rất lâu và họ nói nghiêm túc, làm việc nghiêm túc. Và đến bây giờ chúng ta thấy là họ vẫn đang làm việc miệt mài nghiêm túc. Quá trình mà có IC thì có một số bạn gặp khó khăn thì các bạn cũng phải từ từ thông cảm. Vì đây là cái IC cho toàn thế giới chứ không phải riêng gì quốc gia. Nên chúng ta <laughs> có Đối hồ của team họ phải làm việc hết sức cẩn thận để tránh những cái tài khoản giả mạo ảnh hưởng đến <laughs> đồng bì ảnh hưởng đến hệ thống là rất nguy hiểm. Một lần nữa xin ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Xin chào mọi người và hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo. Bye.